Ngày 19 tháng 12, chọn tình yêu Thiên Chúa. Bạn phải tin vào câu trả lời mà nhiều khi bạn hỏi: bạn có yêu tôi không? Bạn phải chọn câu trả lời có, và chọn như vậy ngay cả khi bạn không trải nghiệm nó. Bạn cảm thấy choáng ngợp bởi phiền nhiễu, tưởng tượng và khát vọng đáng sợ để ném mình vào thế giới khoái lạc. Nhưng bạn đã biết rằng bạn sẽ không tìm thấy ở đó một lời giải đáp cho vấn nạn sâu thẳm nhất của bạn. Lời giải đáp cũng không ở trong việc làm mới các sự kiện cũ, hoặc trong mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ. Tất cả những điều đó làm cho bạn hao mòn bản thân và rời khỏi đá tảng mà ngôi nhà của bạn được xây dựng trên đó. Bạn phải tin vào một nơi vững chắc, một nơi mà bạn có thể thưa vâng với tình yêu Thiên Chúa ngay cả khi bạn không cảm thấy nó. Hãy tiếp tục nói: Chúa yêu tôi, và tình yêu Thiên Chúa là đủ. Bạn luôn phải chọn nơi vững chắc và trở về nơi ấy sau mỗi thất bại.